Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lễ xuất khẩu xe ô tô điện VinFast, chiêu trò đánh bóng mới của Vingroup trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm. Trên mạng xã hội đã xuất hiện một tấm thiệp mời được cho là của VinFast phân phát cho khách hàng đến dự lễ xuất khẩu xe ô tô điện VinFast. Đây là hình ảnh giấy mời dự lễ xuất khẩu ô tô điện VinFast. Theo thông tin trên tấm thiệp này ghi rằng, lễ xuất khẩu ô tô điện VinFast dự kiến sẽ được tổ chức vào 10 giờ sáng ngày 25 tháng 11 tại cảng MPC Port, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Truyền thông trong nước tuyên truyền rằng đây được xem là sự kiện đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có sản phẩm xe điện thông minh xuất xưởng và sẵn sàng chinh phục thế giới. Nhưng cái nhìn của công chúng đối với sự kiện này lại không giống như Vingroup và truyền thông nhà nước Việt Nam mong đợi. Đa số thì hoài nghi về thành công của VinFast, một số thì lại nhạo báng sự làm màu quá lố của VinFast. Bởi vì qua một thời gian sử dụng, khách hàng của VinFast không hài lòng về chất lượng của dòng xe này và xã hội thì đã và đang chứng kiến quá nhiều những tai tiếng của dòng xe tại VinFast. Đây là hình ảnh xe ô tô điện VF8 của VinFast dự định xuất khẩu sang Mỹ. Một khách hàng sử dụng xe ô tô điện VinFast E34 cho biết dòng xe này có vấn đề liên quan đến việc sạc pin tại trụ sạc. Nhiều lúc trụ sạc không cho khách vào sạc, đầu sạc không nhận điện hoặc vấn đề sạc qua đêm. Khi sạc qua đêm pin đầy thì sạc tự ngắt nhưng màn hình chính lại không ngắt, dẫn đến pin chạy trên màn hình suốt đêm là hết, dù cho xe chưa sử dụng. Điều này tương tự như xe chạy xăng, đổ xăng đầy bình nhưng bình xăng bị rò rỉ, để qua đêm đến sáng là lại hết sạch. Ngoài ra, xe ô tô điện VinFast E34 còn có một số lỗi gây khó chịu khác như lốp xe mỏng dẫn đến khá ồn, cách âm không tốt, lỗi vặt về phần mềm, và khi cập nhật sửa lỗi này thì lại phát sinh ra nhiều lỗi khác. Vingroup thì đang rất thất bại trong lĩnh vực bất động sản, cổ phiếu của Vin thì đang tuột dốc. Vingroup cũng đang thua lỗ nặng nề. Những dự án như Vinpearl ở khắp nơi đang bị khách hàng, nhà đầu tư tố cáo là lừa đảo. Chất lượng các công trình của Vinhome cũng có rất nhiều vấn đề. Đây là hình ảnh biểu đồ giá cổ phiếu của Vingroup. Để cứu vãn tình trạng làm ăn bết bát, ông Phạm Nhật Vượng dường như đã tung ra nhiều chiêu thức lùa ga theo ngôn ngữ của dân cư mạng như thành lập công ty mới và chuyển cổ phần đầu tư vào công ty mới, chia nhỏ suất đầu tư rồi thì cam kết tăng lãi suất, vân vân. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2022, ông Phạm Nhật Vượng, chủ của Vingroup đã cho thành lập một công ty mới lấy tên là Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bất động sản, viết tắt là VMISGC, và ông là cổ đông chính. Ông Vượng đầu tư vào VMI bằng cách chuyển nhượng 243 triệu cổ phiếu VIC do ông đang nắm giữ, tương đương với 16.200 tỷ đồng cho công ty VMI. Vậy với bản chất, vốn để hình thành VMI cũng là vốn từ Vingroup mà ra. Và chuyện khôi hài là chính ông Vượng đã chuyển nhượng cổ phiếu cho bản thân ông. Bình luận việc này, Facebook Dương Quốc Chính thì viết rằng: bài của anh Vượng rất khôn. Anh chơi chiêu lấy túi nọ bỏ vào túi kia, vì cả Vinhome lẫn VMI đều là của anh cả. Anh lập cái VMI rồi dùng nó mua bất động sản đã và đang hình thành của Vinhome, rồi bán lẻ lại cho nhiều nhà đầu tư nhỏ dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Nhà đầu tư kiếm lời từ lợi nhuận gia tăng giá trị bất động sản trong thời gian đầu tư. Vấn đề là chắc gì nó đã tăng. Facebooker này cũng dự đoán trong thời gian tới ông Vượng sẽ để VMI có lợi nhuận cao khiến cho các nhà đầu tư xuống tiền. Sau khi gom đủ tiền, ông này sẽ để VMI báo lỗ, lúc đó thì nhà đầu tư sập bẫy và trắng tay. Đây là hình ảnh chiến lược kinh doanh được VMI công bố. Chiêu lùa gà của ông Vượng càng lộ liễu khi mà chỉ trong một thời gian ngắn, chính sách của VMI đã thay đổi rất nhiều lần. Ban đầu, VMI dự định chia mỗi bất động sản ra làm 50 suất và kêu gọi đầu tư theo từng suất, nhưng sau đó lại chia nhỏ hơn, mỗi bất động sản chia thành 200 suất, mỗi suất có giá tối thiểu là 38 triệu đồng. Như vậy, gói đầu tư nhỏ sẽ khiến các nhà đầu tư dễ dàng xuống tiền hơn.
rồi VMI ban đầu cam kết lợi nhuận tới 7,5% mỗi năm, sau đó tăng lên 9,5% mỗi năm cho nhà đầu tư tham gia trước 30 tháng 11 và 8,5% mỗi năm cho các nhà đầu tư tham gia sau đó. Thời gian đầu từ 3 đến 5 năm. Nếu sau 18 tháng nhà đầu tư muốn bán lại, VMI sẽ mua lại với lợi nhuận từ 6,5 cho đến 7,5% mỗi năm. Tuy nhiên, những lời hứa hẹn và lãi suất chẳng có giá trị gì với hình thức hợp tác kinh doanh. Vì thực tế, khi doanh nghiệp công báo lỗ thì những người hợp tác kinh doanh chỉ đành cách ôm cháy đắng mà không có gì đảm bảo về việc VMI sẽ mua lại lãi suất đầu tư mà nhà đầu tư muốn bán trước kỳ hạn. Như vậy, trong bối cảnh làm ăn thua lỗ và chưa biết làm thế nào để xoay chuyển dòng vốn, thì việc làm dùm beng một lô hàng xuất khẩu có phải là một chiêu trò mới để đánh bóng thương hiệu hay không? Và để xây dựng niềm tin giả tạo nhằm dễ dàng lùa thêm được những con gà đang ngơ ngác mới lên sàn hay không? Đây là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin lễ xuất khẩu xe ô tô điện VinFast, chiêu trò đánh bóng mới của Vingroup trong bối cảnh tình hình kinh doanh rất ảm đạm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vụ nhảy lầu làm biết đường dẫn, ông Tổng tới nhà ông Hai Nhật. Vào ngày 19 tháng 11, ông cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận đã bị tai nạn tại nhà, qua đời tại bệnh viện. Bản thân ông Hứa Ngọc Thuận không dính đến nhiều sai phạm khủng như các ông khác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì cái chết rất đơn giản như thế, làm cho cư dân mạng lại nghi ngờ ai đó đã ra tay. Và quả thật, cho đến thời điểm này chưa có bằng chứng nào thấy ông Hứa Ngọc Thuận liên quan đến những đại án khủng cả. Đây là hình ảnh vào năm 2019, Phó Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm cũng nhảy lầu. Vụ án Thủ Thiêm nhức nhối xã hội từ nhiều năm qua, nó là vụ án oan khất lớn nhất nhì lịch sử chứ không hề nhỏ gì. Tuy nhiên, cho đến nay, dường như mọi con đường dẫn ông Nguyễn Phú Trọng đến nhà ông Lê Thanh Hải gần như bị bịt kín, mà sai phạm thì đã rõ mười mươi. Ông Trọng đang tìm mọi cách và mọi đường vòng, nhưng vẫn chưa công phá được thành trì của ông Lê Thanh Hải. Ngay từ năm 2017, vấn đề Thủ Thiêm đã nóng lên trên các mặt báo. Tất cả các cuộc hòa giải đều bất thành, nỗi oan của bà con Thủ Thiêm ngất trời và những sai phạm của nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân được nhắc đến. Vụ án tưởng như có thể lôi được ông Lê Thanh Hải ra ngoài ánh sáng. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng Giêng năm 2019, Phó trưởng phòng quản lý quy hoạch kiến trúc của Ban Quản lý Khu Đô thị mới Thủ Thiêm được phát hiện rơi từ lầu 9 của trụ sở và đã tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Long, 43 tuổi, Phó phòng quản lý quy hoạch kiến trúc của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm. Đây là một cái chết hết sức bí ẩn, sau đó là những sai phạm của Thủ Thiêm cũng không được khai thác gì thêm nữa. Và cho đến nay, nhóm ăn đất Thủ Thiêm vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau đó, đến tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hoàng Quân bằng hình thức cảnh cáo. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải đã bị kỷ luật nhưng vẫn nhởn nhơ. Người ra quyết định kỷ luật hai ông này chính là ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Khi ấy, tưởng như ông Nguyễn Phú Trọng đã cho ông Tô Lâm đến nhà ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân để bắt người. Mặc dù vậy, cho đến nay, hai ông này vẫn không hề hấn gì. Dư luận đặt ra câu hỏi rằng, tại sao một ông Bí thư Thành ủy đã về hưu và một Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã về hưu và mất hết quyền lực, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại không làm gì được cả? Phải chăng vì cái chết của những con tốt nắm trong tay những đầu mối để điều tra, nên ông Nguyễn Phú Trọng chưa có đủ bằng chứng để bắt hai nhân vật này? Vụ bắt bà Trương Mỹ Lan thì ai cũng thấy là cách mà Nguyễn Phú Trọng muốn tiến vào nhà ông Hai Nhật. Tuy nhiên, chỉ riêng việc đối phó với một mình bà Trương Mỹ Lan đã khó, thì không biết ông Nguyễn Phú Trọng bàn mưu tính kế công phá nhà ông Hai Nhật như thế nào.
con đường dẫn đến việc điều tra bà Trương Mỹ Lan đã có rất nhiều cái chết, và con đường có thể dẫn ông Tô Lâm đến nhà ông Lê Thanh Hải cũng đã từng xuất hiện những cái chết. Vậy thì nhân vật Lê Thanh Hải thực sự có thế lực ngầm như thế nào mà sao quanh ông ta lại có những cái chết bí ẩn đến như vậy? Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải. Tại Đồng Nai, ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt các cựu chủ tịch và bí thư, những sai phạm của ông này mấy chục năm nay vẫn là hồi tố và bắt người. Những sai phạm của ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân lớn hơn hai cựu quan chức tỉnh Đồng Nai rất nhiều. Ấy vậy mà hai người này thì vẫn bình an vô sự. Ông Lê Thanh Hải là một nhân vật có mối quan hệ rất phức tạp, và những con đường dẫn đến nhà ông có những cái chết bất ngờ làm người ta càng thấy khó hiểu. Có phải ông Lê Thanh Hải có những quan hệ ngầm mà khiến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với quyền lực vô đối đành phải ngán ngại hay không? Lê Thanh Hải chính là nhân vật chính trị có nhiều bí hiểm nhất hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin vụ nhảy lầu làm bít đường dẫn ông Tổng tới nhà ông Hai Nhật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.